quốc gia gần Việt Nam, VinFast sắp tới nắm giữ bí mật gì mà Hyundai, Toyota cũng dòm ngó? Indonesia được coi là đòn bẩy xe điện toàn Đông Nam Á, nhiều thương hiệu lớn đang tìm cơ hội tham gia, nắm giữ nhiều tài nguyên quan trọng. Bên cạnh các quốc gia châu Âu, Indonesia sẽ là thị trường nước ngoài khác và cũng là thị trường Đông Nam Á đầu tiên VinFast gia nhập. Bên cạnh vị thế là một thị trường xe đầy tiềm năng, quốc gia còn có những chính sách thu hút đầu tư tốt. Giới chuyên gia nhận định rằng quốc gia này có thể trở thành đòn bẩy cho đầu tư ngành xe toàn Đông Nam Á. Ông Anindya Novianbari, chủ tịch Bakri & Brother, một đơn vị của Indonesia sản xuất xe buýt điện VKTR và linh kiện ô tô điện, nhận định rằng Indonesia có thể là cầu nối để đến các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Về mặt tự nhiên, Indonesia là quốc gia có nhiều đồng, nickel, coban và bauxit, quặng nhôm đều là các nguyên liệu quan trọng để sản xuất ra một chiếc ô tô điện. Theo dữ liệu của ASEAN Briefing, Indonesia là quốc gia xuất khẩu nickel lớn nhất thế giới, trữ lượng chiếm 22% toàn cầu. Indonesia được cho là đang thảo luận với Tesla về thương hiệu xe điện này tới đầu tư, thì từ đó giúp quốc gia này trở thành một nhà cung ứng quan trọng trong ngành xe điện toàn cầu. Theo nhà phân tích Kokeso Tuiswai tại BMW Fish Solutions, sức hấp dẫn của Indonesia nằm ở nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào mà rất cần thiết cho xe điện, chắc chắn là yếu tố thu hút đầu tư cho xe điện, đặc biệt là sau lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel. Gần đây, Indonesia đã đặt lệnh cấm xuất khẩu một số loại khoáng sản và kim loại để lôi kéo nhà đầu tư và nhà sản xuất. Mục tiêu của Indonesia là trở thành một công xưởng sản xuất pin xe điện toàn cầu và mục tiêu này trong những năm gần đây đã có được nhiều tiến triển tốt. Một số nhà làm xe lớn của châu Á như Toyota, Hyundai đã đầu tư hàng tỷ đô la để tăng sức sản xuất xe điện tại Indonesia. Theo một báo cáo về đầu tư của ASEAN năm 2022, đầu tư sản xuất pin xe điện tại khu vực trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 đã có sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu tại Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, Indonesia có thể gặp phải một số khó khăn khi để sản xuất xe điện. Theo bà Nishita Agwagos, nhà phân tích về ngành xe tại Economist Intelligence Unit, đơn vị trực thuộc tờ The Economist, chuyên nghiên cứu, dự đoán và tư vấn về kinh tế, Indonesia sẽ rất khó để thay được vị thế công xưởng sản xuất toàn khu vực của Thái Lan, nơi đã có một ngành công nghiệp xe phát triển lâu và có ý định xuất khẩu. Indonesia cũng sẽ phải đối mặt với những quốc gia có chi phí sản xuất thấp như Việt Nam hay Philippines. Tuy nhiên, khi Indonesia tăng trưởng trong ngành xe điện thì cũng sẽ mang lại hiệu ứng tốt cho các quốc gia lân cận. Theo nhận định của ngân hàng đầu tư Maybank, khi Indonesia giúp các nhà sản xuất tiếp cận nguồn nguyên liệu quan trọng để sản xuất pin xe điện, thì quốc gia này sẽ thu hút được thêm rất nhiều khoản đầu tư khác và sẽ giúp ASEAN chuyển đổi sang xe điện nhanh và rẻ hơn. Thị trường quan trọng hàng đầu Đông Nam Á. Bên cạnh dồi dào tài nguyên thiên nhiên, Indonesia cũng là một thị trường quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Xét riêng về xe máy, Indonesia đang là thị trường tiêu thụ lớn nhất toàn khu vực với khoảng 5 triệu chiếc được bán ra hàng năm. Bên cạnh đó, thị trường ô tô tại Indonesia cũng tiêu thụ lượng lớn xe, có thể đạt tới 1 triệu chiếc như năm ngoái. Nói riêng về ô tô điện, Indonesia đang cố gắng thúc đẩy chuyển đổi giao thông sang sử dụng xe điện, có thể sẽ hỗ trợ người dân tới 10% giá trị xe. Thị trường ô tô điện của Indonesia cũng được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển khi năm 2022 đã có mức tăng trưởng 1.500%, từ 687 chiếc của năm 2021 lên 10.327 chiếc. Trong nửa đầu năm nay đã có 5.850 chiếc xe được bán ra. Phần lớn thì thị phần xe điện tại Indonesia đang thuộc về Huling Motor của Trung Quốc với khoảng 75%. Hyundai là thương hiệu xếp thứ hai với khoảng 20%, dù chỉ bán duy nhất một mẫu Hyundai Ioniq 5, xếp thứ 3 là Toyota với khoảng 1,4%. Mẫu xe điện phổ biến và bán rất tốt tại Indonesia là Huling EV, một mẫu minicar tương tự Huling Hongguang Mini EV đang bán tại Việt Nam. Theo sau là Hyundai Ioniq 5. Theo Bloomberg, nhà làm xe điện Việt VinFast dự định sẽ bán 2 mẫu ô tô điện tại đây, lần lượt là VinFast VF3 và VF5. Trong khi VF3 sẽ đối đầu trực tiếp với Huling EV,
VF5 dường như sẽ là cái tên khai mở phân khúc SUV crossover điện hạng A. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website.